Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu chuột mới của Mophie, đó là Mophie M3, được thiết kế giống y như là con mèo vậy đó. Đây có hai cái rimet hai bên nè và cái dấu chân mèo nè, ở phần trên đây á thì được vét cong. Nó được làm bằng nhựa ABS cao cấp nhám M, không để lại dấu vân tay và rất là dễ vệ sinh. Khi mà có bị bám bẩn á, các bạn chỉ cần lấy khăn ướt lau qua là sạch. Đây mặt sau của nó, tên sản phẩm là Mophie M3 nhé. Hiện tại á thì sản phẩm này nó sẽ có ba mặt là màu hồng, màu coffee latte hay còn gọi là màu trà sữa, trông rất là đẹp như vậy, và màu tím. Đây màu tím ha. Và con chuột này á thì nó sẽ sử dụng là kết nối không dây wireless 2.4G, thì khi muốn sử dụng á thì các bạn chỉ cần lấy cái USB này ra nè, cắm vào tivi nè, laptop nè, hoặc là máy tính bàn là có thể sử dụng được. Còn nếu muốn sử dụng cho điện thoại hoặc là máy tính bảng thì các bạn chỉ cần mua thêm một cái OTG nữa là được nhé. Thì bên mình cũng có bán OTG để kết nối với điện thoại máy tính bảng cho các bạn luôn. Với con chuột này á thì hãng sẽ tặng kèm cho các bạn một viên pin 2A hay còn gọi là pin tiểu như thế này, để các bạn lắp vô và dùng. Thì khi muốn sử dụng thì các bạn chỉ cần gạt công tắc qua on, còn không muốn sử dụng nữa thì gạt công tắc qua off để tiết kiệm pin. Và với sản phẩm này á thì pin của nó dùng rất là lâu, dùng ít nhất khoảng 3 tháng trở lên lận. Mà nếu mà các bạn mà khi hết pin á thì các bạn cứ ra các tiệm tạp hóa mà các bạn mua, thì mỗi viên pin này giá của nó chỉ khoảng 2-3 ngàn mà thôi. Còn nếu mà các bạn mà muốn tiết kiệm tiền hơn á và muốn bảo vệ môi trường hơn á thì các bạn mua một viên pin của Sony như thế này. Đây là một viên pin sạc nha, dung lượng của nó là tới 4600 mAh lận. Thì các bạn thoải mái mà sử dụng chắc khoảng nửa năm trời mới có thể hết pin được. Và khi hết pin á thì các bạn chỉ cần cắm sạc là được. Và bên mình thì có vừa bán pin vừa bán bộ sạc này luôn. Và chắc chắn một điều á là khi bạn mua viên pin này á thì pin chưa hư mà con chuột sẽ hư trước, tại vì dung lượng pin này vừa là dung lượng cao, vừa có thể sạc đi sạc lại đến 1000 lần. Một năm thì các bạn chỉ cần sạc có 2 lần thôi, mà các bạn sạc tới 1000 lần thì chắc cũng khoảng tới các bạn xài tới già các bạn cũng chưa thể mà thay cục pin này nữa. Nên cái vị cục pin này thì giá trị nó sẽ cao hơn so với mấy cục viên pin tiểu bán ở các tiệm tạp hóa. Thì với viên pin sạc này giá nó chỉ khoảng chưa tới 20 ngàn thôi, cũng khá là rẻ chứ không đến mức là đắt đâu, chưa bằng một ly trà sữa nữa mà, nhưng mà dùng tới cả đời luôn. Và thật ra là rất đáng để sử dụng, tại vì trong nhà của bạn á, các bạn có thể sử dụng cho được các remote TV nè, hoặc là remote máy lạnh, micro karaoke, hoặc là lo nghe nhạc. Rất là nhiều món để sử dụng trong nhà. Và trở lại với nhân vật chính của chúng ta nha, là con chuột nè. Thì với con chuột này á, thì nếu mà các bạn mà dùng trong môi trường văn phòng á, thì cực kỳ phù hợp luôn. Tại vì khi nhấn chuột á, nó sẽ không phát ra tiếng ồn với những người xung quanh. Đây rất là nhẹ và êm ái luôn. Con lăn thì có viền bóng như hai bên như vậy, nhìn rất là đẹp. Con lăn cũng êm lắm. Còn đây cái nút tròn tròn này nè, là để điều chỉnh DPI hay còn gọi là điều chỉnh tốc độ chuột á, là tốc độ nhanh chậm tùy thích của các bạn. Và nó thiết kế như vậy á là cân bằng giữa hai bên, nên các bạn mà thuận tay trái hay là thuận tay phải á đều có thể sử dụng như nhau. Rồi nếu mà các bạn mà muốn mua con chuột này á, tại vì con chuột này chỉ có hơn 100 ngàn thôi, rất là rẻ luôn. Mà hãng của Mophie thì rất là nổi tiếng rồi. Còn nếu các bạn muốn tham khảo thêm về các sản phẩm của Mophie, bàn phím và chuột á, không dây hoặc là có dây á, thì bên mình có rất là nhiều. Các bạn cứ vào 1994 to mình sẽ để ở đây ha, lên gõ trên Facebook là ra, hoặc là số điện thoại bên mình ở đây để ở đây. Link mua hàng được miễn phí vận chuyển mình sẽ để bên dưới, và cái link to của mình cũng sẽ để bên dưới luôn. Rồi xin chào các bạn.